Xin chào tất cả anh em, mình là Chiến. Hôm nay xin giới thiệu với anh em hai chiếc bật lửa Dupont, nó khá là hiếm, một chiếc là một lỗ, một chiếc là hai lỗ. Chúng ta có thể nhìn thấy hai chiếc Dupont có lẽ là khá là ít khi gặp thấy, bởi vì kể cả ngay những người chơi thực sự thì cũng là đây là những cái mẫu mà nó gần như là khó có thể thấy được. Đầu tiên đó là một chiếc một lỗ. Anh em có thể nhìn thấy đây, cái một lỗ nó rất là đẹp. Cái phần ngoài của họ thì nó giống như là một cái tấm trắng gương luôn. Cái phần vải thì nó không phải là sơn mài anh em nhé. Cái phần lớp này nó bóng ở ngoài và nó chống được cái chịu xước sát. Đó, rất là đẹp. Đây là một chiếc một lỗ nó khá là hiếm. Chiếc này giá giao lưu của mình là 12 triệu rưỡi. Nếu anh em mà đã chơi về bật lửa thì biết rồi, những chiếc một lỗ phổ thông nó chỉ dao động khoảng 2 đến 4 triệu. Những chiếc đẹp lắm là 4 triệu rưỡi 5 triệu. Có những bản hiếm thì như những chiếc vải bò, ví dụ như vải bò đây, vải bò màu hồng thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Còn đối với lại những chiếc vải bò màu xanh đen hoặc là màu xanh xanh biển, nó cũng như này, vải bò xước ấy. Anh em cứ cứ nghĩ đến cái quần bò nó như nào thì cái vải nó như sẽ như thế. Và đây là chiếc này là chiếc một lỗ. Độ mới thì đây là những cái sản phẩm nó mang tính chất sưu tầm, nên là anh em yên tâm về độ mới của những chiếc bật lửa như này. Đó. Chiếc này thì mình chưa làm lửa, mà những cái sản phẩm nó mới về mình chưa làm. Những chiếc này thì anh em biết rồi, nó là lắc kê vàng anh em nhé, những cái phần vàng nó là lắc kê vàng đó. Zoom to để anh em nhìn thấy, ví dụ như cái lớp của nó đây, lớp ngoài này nó là bóng này anh em này đó, còn bên trong thì anh em nhìn nó giống như một tấm vải. Hôm nay mình sẽ lên hai cái phiên bản mà nó là hai phiên bản trái ngược nhau. Chiếc này nó là một lớp vải bóng này, rất là đẹp. Đó. Lông sờ nó khác với sơn mài, bóng bóng mượt luôn, đó, rất là đẹp. Nó khác với lại những chiếc khác. Trái ngược với lại một chiếc sản phẩm anh em có thể nhìn thấy là đây là chiếc này bóng này. Còn đây nó là một cái phiên bản về gỗ. Nó trông nó vẻ hơi là thô. Đây là những cái miếng gỗ thực sự anh em nhé. Đó. Này. Đây là những cái miếng gỗ thực sự và họ ốp ở trên như thế này. Và anh em biết rằng là cái việc ốp một miếng gỗ nó cực kỳ mỏng ở trên một chiếc Dupont này, nó cực kỳ khó luôn. Chúng ta có thể thấy những cái viên gỗ sồi này, gỗ ốc chó này. Đây là một dạng như kiểu dạng gỗ mun. Vân sớ này là sớ gỗ thực sự anh em này. Đó. Chiếc này là chiếc hai lỗ. Giá giao lưu của mình là 19 triệu rưỡi. Anh em có thể nhìn thấy chiếc gương rất sáng, tất cả các phần của chiếc đồng hồ, chiếc bật lửa. Chiếc này thì mình cũng chưa lên lửa, để nguyên vậy. Anh em nhìn nó vẫn độ mới, nó gần như là 100% luôn, tuyệt đối luôn. Những cái dòng sản phẩm sưu tầm như này thường là mình để ở tủ, mình ít khi làm lửa. Khi nào có anh em giao lưu yêu cầu thì mình sẽ làm lửa. Đó, cái sản phẩm rất là đẹp. Nếu mà chơi về Dupont thì anh em những cái sản phẩm này nó chơi được khá là sâu, nó không phải là những cái dòng cơ bản, anh em phải có một kiến thức nó nhất định hoặc là từng chơi một vài dòng Dupont thì sẽ cảm nhận được những chiếc Dupont như thế này, nó rất là đẹp. Đó. Và anh em lưu ý là những cái mẫu này nó rất là hiếm anh em nhé, cho nên nó giá trị của nó rất là cao, nó khác với những phiên bản khác. Ví dụ những chiếc một lỗ này mà nó là những chiếc cờ Pháp, phiên bản cờ Pháp thì nó phải loanh quanh trên 30 triệu mặc dù nó là một lỗ. Những chiếc Opal, mẹ như Opal này hôm trước mình đã có một lỗ như này, mình đã bán với giá là 22 triệu đã giao lưu. Những cái phiên bản như này thì thực sự rất là khó mua. Còn về độ đẹp thì anh em độ đẹp độc thì anh em miễn bàn rồi, và tất nhiên là nó theo cái giá cả. Còn anh em theo dõi mình những cái trang bán Dupont của mình khá là lâu thì anh em đều biết rồi. Những cái sản phẩm mà nó mang tính chất tương đối và phổ thông của những cái dòng một lỗ như này thì mình chỉ bán 2 triệu 4 triệu. Còn những cái sản phẩm như này, dòng Highlight Gabby như hoặc Gabby như này thì mình chỉ bán 7 đến 9 triệu là nhiều. Những cái sản phẩm này nó mang tính chất khác biệt. Nếu như anh em mà thích những chiếc
một lỗ hoặc hai lỗ rẻ, thì inbox riêng cho mình cũng còn rất là nhiều. Hôm trước mình lên 6 cây thì đã giao lưu cùng tất cả anh em. Vâng, xin cảm ơn anh em.